Vâng, xin được kính chào quý anh chị em đã quay trở lại với kênh Sơn Nguyễn Ô tô Hà Nội. Bên mình dịch giã thì hôm nay mình cũng giới thiệu nhanh xe vừa cập nhật về, vừa cập bến về một chiếc xe Lux 2.0 nhé, đời 2020 nhé. Xe biển tỉnh, chính chủ một chủ từ đầu nhé, bản này là bản giữa anh chị em các bạn nhé. Vành 19 inch nhé, rất là đẹp, 4 nốt còn nguyên theo xe nhé. Cảm biến quanh xe đấy. Người Việt thì dùng hàng Việt mà chiếc xe này thì đã qua chạy hơn 1 vạn rồi nên anh chị em các bạn rẻ kịch sàn rồi. Bây giờ rẻ được tới gần 300 triệu thì tội gì phải mua xe mới. Chiếc xe này mình sẽ cập nhật giá và cho anh chị em các bạn ở cuối video nhé. Nếu anh chị em là người bận ấy thì có thể là tua cái video này đi để xem được giá cụ thể nhất nhé. Mình sẽ review đằng trước chiếc xe này cho anh chị em các bạn xem nhé. Đằng trước này VinFast thì rất là khỏe mạnh này, cỗ máy của Đức bên trong nhé, công nghệ của Đức anh chị em các bạn nhé. Đấy, giải đèn LED này, hệ chiếu xa này rất là đẹp nhé. Đèn sương mù cũng rất là đẹp anh chị em và các bạn ạ. Cảm biến quanh xe này, cảm biến quanh xe nhé, cảm biến quanh xe nhé. Camera đằng trước này đấy, camera tích hợp đằng trước nhé, rất là đẹp. Xe thì màu trắng, 4 nốt còn dày bịch nguyên bản theo xe nhé. Vành 19 inch anh chị em các bạn nhé. Đấy. Xin mời anh chị em và các bạn vào khoang bên trong này để xem chiếc xe VinFast Plus này nó có cái gì nhé, bản 2.0 nhé. Khi đi mua một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình cần quan tâm đến những chi tiết này, khung gầm, máy móc này, giấy tờ an ninh có ok không, thì tất cả những chi tiết đấy thì bên mình được cam kết trên giấy tờ anh chị em các bạn nhé. Mình cùng vào khoang bên trong và lỗ máy để xem chiếc xe VinFast nó đẹp như nào nhé. Chạy có hơn 1 vạn thôi nhé. Ghế điện hai bên anh chị em các bạn nhé, ghế điện chỉnh 8 hướng nhé. Đấy. Mình sẽ lỗ chiếc xe này lên. Đấy, nút đề lỗ rất là đẹp anh chị em các bạn ạ. Nút đề lỗ rất là đẹp nhé. Màn hình DVD này rất là rộng này, đã tích hợp Apple CarPlay này, rất là đẹp. Vô lăng 3 chấu anh chị em các bạn nhé. Xe chạy đúng có hơn 1 vạn 500 cây nhé. Đồng hồ đôi nhé. Điều hòa sâu 2 vùng độc lập anh chị em các bạn nhé. Đấy. Nước da nhé, màu da rất là đẹp này. Có giải LED, độ thêm giải LED ban ngày anh chị em nhé. Giải LED màu xanh này, rất là đẹp, của biểu tượng cho dòng Lexus hay có này. Táp lô tâm thì gần như là mới hết anh chị em các bạn nhé. Tất cả các chế độ lái đều có hết này. Cảm biến quanh xe anh chị em các bạn ạ. Hỗ trợ đổ đèo này đấy. Hỗ trợ đổ đèo ngang dốc này đấy. Tất cả đều tích hợp ở trên đằng trước này nhé. Có tất cả tàu hút thuốc này đấy. Các chi tiết đầy đủ hết anh chị em các bạn ạ. Rất là đẹp. Gương chống chói phía sau này. Đấy. Mời anh chị em và các bạn cùng ra khoang đằng sau nhé, xem chi tiết chiếc xe là đẹp như thế nào nhé. Đó. Rất là rộng, rất là thoải mái. Không phải điều hòa 2 vùng đâu, mà là điều hòa 3 vùng anh chị em các bạn nhé. Đấy. Đằng sau có thể chỉnh là ghế đằng sau rất là rộng anh chị em các bạn nhé. Cốp điện tự động anh chị em các bạn ạ. Cốp điện tự động nhé. Đấy. Khi mình gặp đi 4-5 người mình có thể gặp đằng sau lại, gặp hai ghế đằng sau lại rất là rộng nhé. Thì mình sẽ có được một khoang rất là rộng rãi. Đấy. Mình sẽ đóng lại. Cảm biến quanh xe anh chị em các bạn nhé. VinFast rất hiện đại. Đấy, cảm biến quanh xe này. Hiện tại giá đã giảm kịch sàn ở Hải Phòng anh chị em các bạn nhé. Chiếc Lux SA Plus này bản Turbo này nhé. Bên mình đang chào nó là 1 tỷ 125 triệu nhé. Giá cả mùa dịch thì mình có thể là linh động về giá. Anh chị em các bạn có thể liên hệ với mình nhé, qua số hotline của mình nhé. Và anh chị em là lần đầu tiên xem kênh thì có thể bấm nút like và đăng ký kênh để được xem cập nhật thông tin giá ô tô hàng ngày. Xin cảm ơn anh chị em các bạn rất là nhiều ạ.